来乐透半天，派对半天，开心片刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Anh hai à, dạng chưa đã qua lâu rồi, hai người lười biếng chưa chịu làm việc đúng nữa hả? Đúng vậy. Chúng tôi có làm biếng đâu. Không phải chứ, bao nhiêu đôi mắt nhìn hai người mà còn nói không có làm biếng. Tôi có làm việc đó, tôi là nhân viên ăn thử thức ăn chó. Tôi cũng là nhân viên đang thử nghiệm cho cậu râu mà. Hai người nhận thêm việc ở ngoài hay sao, không sợ ngoại la hả? Công việc này chính là chú Căng, ông ngoại của cậu kiếm cho chúng tôi. Hả? Cái gì? Ba tôi kiếm việc làm thêm cho hai cậu đó hả? Gần đây doanh thu tốt hùng không tốt, chú Căng không muốn giảm tiền lương của chúng tôi cho nghỉ việc không lương, cho nên mới kêu chúng tôi trong giờ làm việc nhận thêm công việc ở ngoài để kiếm tiền phụ giúp cho Tốc Hùng. Chú Căng không nói với mọi người hay sao? Không. Có lẽ ba không muốn chúng ta lo lắng. Không có gì gì để làm, vậy ba đi đâu? Đúng rồi, đúng rồi đó. Ba ở đây nè. Ba. Ê, sao mọi người lên đây hết trơn vậy? Sao khắp người ba đều là lông chó hết vậy? Chắc tại sáng nay ba vẫn be ra đường cho nên mới dính một chút lông chó vậy đó. Ba ơi, lông chó này á không phải là lông của be, sao lại có màu đen vậy? Hả? Còn nữa, trời ơi, khắp người ba đều có mùi nước tiểu của chó. Trời ơi, vậy hả? Chú ơi, không phải đâu, mùi nước tiểu của be không có tanh tới như vậy đâu. Ê, đừng đoán mò, đừng đoán mò mà. Sáng nay ba giúp người ta dẫn chó đi dạo. Ông ngoại à, ông làm thêm ở ngoài hả? Bây giờ Tốc Hùng khó khăn lắm hả ông ngoại? Đúng rồi, bởi vậy. Nói chung nhắc tới mới thấy xui. Tuần rồi á, ba nhận được một đơn hàng giao điện thoại giúp cho khách hàng, thì giao đến đó rồi bên công ty nhận hàng, sau khi nhận hàng xong thì nói là thiếu một thùng, còn nói là mình lấy bỏ túi riêng. Vậy ba có hỏi công ty đó có phải bên họ lúc đóng gói hàng quá bị sót hay không? Đúng rồi đó. Ba đã hỏi họ rồi và họ nói là không hề sót. Vấn đề là bên nhận hàng thấy khách hàng của ba giàu có, thế lực mạnh nên không dám đụng chạm. Họ chỉ dám kiếm chuyện với công ty nhỏ bé giống như mình thôi. Còn nói xấu công ty trên mạng xã hội. Chưa tới một ngày, Tốc Hùng của chúng ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều, không còn ai tìm đến để giao hàng nữa. Tệ nhất là những khách hàng lớn đã ký hợp đồng rồi vẫn đòi giải hợp đồng đó. Nếu như tình trạng này kéo dài, e rằng Tốc Hùng thật sự không trụ được, phải đóng cửa. Thằng nói xù xẻo, cậu mới không trụ nổi đó. Tốc Hùng của tôi đã đứng vững trong ngành vận chuyển mấy chục năm rồi, có chỗ đứng vô cùng vững chắc. Trụ ổng nổi gì cậu? Cái miệng thúi thiệt đó, dám trụ ẻo Tốc Hùng chúng ta. Có đơn hàng giao có người kiếm ba giao đồ ăn đó. Khoan đã, ông ngoại à, bây giờ phải làm luôn nhân viên giao đồ ăn hay sao? Trời ơi, bây giờ hoàn cảnh như vậy, tóm lại đừng có hỏi nhiều nữa, cái gì cũng phải làm hết đó. Ba ơi, cái gì cũng phải làm sao? Trời ơi, ai mà bất nhơn như vậy chứ, làm nguyên cái sàn đều là xà bông. Nếu như mình đợi cô lao công tới dọn vệ sinh, có thể sẽ có vài người nữa bị té. Ơi, thôi đừng tính toán, làm luôn cho rồi. Trời ơi, sao trong găng tay lại có nhiều đinh bấm như vậy? Có nghĩa là có người muốn hại mình rồi. Trời ơi, dao rọc giấy, vừa xà bông vừa đinh bấm, lại có dao rọc giấy, rõ ràng muốn hại mình mà. Mở cửa, mở cửa đi. Nếu không mở cửa, tôi dùng kim ca quyền đối phó đó. Chú Căng, chú Căng, hai người làm gì ở đây vậy? Xin lỗi nha chú Căng. Tôi có gì không phải với hai cậu? Hai cậu làm bao nhiêu chuyện như vậy để hại tôi? Thực ra chúng tôi làm vậy cũng chỉ vì Tốc Hùng thôi. Tôi có bề gì thì Tốc Hùng được lợi cái gì chứ?
chúng tôi để ý chú lâu rồi. Lúc nào chú có không khỏe trong người, làm trầy xước hay đụng vào đâu đó đều có chuyện tốt với tóc hùng đó. Nói bậy nói bạ không? Không phải nói bậy đâu. Trên người chú có một nguồn sức mạnh thần bí liên kết giữa thân thể của chú với lại số phận của tóc hùng đó. Cậu cảm thấy dạo này tóc hùng có doanh thu kém, cho nên muốn làm cho tôi bị thương để cứu lấy tóc hùng hả? Thông minh quá. Anh hạ tôi về những suy đoán hoang đường như vậy sao? Không hoang đường chút nào. Chú còn nhớ cách đây 4-5 năm bà thím kia lôi cái vali cán một phát vào ngón chân út của chú không? Lần đó đương nhiên tôi nhớ rồi. Đơn hàng đó chỉ có 300 đô, đi khám bác sĩ hết 2,000+ đô lận. Đúng rồi đó. Nhưng mà sao hôm đó có một kẻ ngốc nhờ chúng ta giao món đồ đến thần dân điên đảo. Chúng ta chỉ việc đem hàng hóa gửi bên công ty vận chuyển hàng không mà thôi. Sau đó kẻ ngốc này còn ký hợp đồng với tóc hùng chúng ta, nhận giao hàng cho 10+ tiệm chi nhánh quảng thời trang đó. Chú còn nhớ không hả? Chỉ là một sự trùng hợp thôi. Nè, vậy còn năm ngoái bài Trần đến nhà chú mượn chai xì dầu, lúc đóng cửa bất cẩn nên bị kẹp trúng ngón tay. Sau đó chú còn nhớ đã xảy ra chuyện gì hay không? Mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy thì làm sao tôi nhớ được. Cái lần mà chị họ của Trị Phú tìm đến chúng ta giao hàng đó. Cậu nói vậy tôi nhớ ra rồi. Cô ấy thấy cái tên Thái Trị không may mắn mới không ủng hộ bên đó, cho nên tìm tới tóc hùng của mình để nhờ vậy thôi. Lần đó làm Trị Phú vô cùng tức giận, nghĩ tới tôi cũng cảm thấy vui đó. Còn nữa, năm ngoái kinh tế thị trường không tốt, chú định đòi lại số tiền mà mấy người kia nợ chú, đòi hoài mà không được. Tự nhiên một mấy cục mụn ở dưới mắt cái chân, ngay cả nợ xấu của 10 năm trước cũng lập tức đòi lại được. Nói chung mấy cái chuyện quan đường như vậy tôi không bao giờ tin đâu. Nè, mất công ngày nào đi làm cũng lo sợ trong lòng. Ơ nè anh bầu ơi. Dạ. Cho thêm bình trà đi. Xin lỗi. Tôi lập tức lấy đá chừng cho anh nha. Sao lại như vậy chứ? Xin lỗi nha. Xin lỗi. Sao không phải chú Căn? Chú Căn có hiệu quả thiệt. Có một vị khách họ Cầu nhờ chúng ta giao bình hoa thờ nhà Minh, hỏi chúng ta có nhận không nè. Lúc 2 tháng cũng không có đơn, có còn không mau nhận đi. Nhưng mà người này nói bình hoa đó rất quý giá, nếu như sản phẩm bị thiệt hại chúng ta phải đền số tiền gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Nhận, đương nhiên nhận rồi. Thời buổi bây giờ lúc vận chuyển cẩn thận chút là được rồi. Chú Căn à, giờ chú tin chưa? Chú vừa bị phỏng nước sôi, lập tức có đơn hàng liền. Ê cha, lại chiếu đại thời đại. Hèn chi dạo gần đây cổ phiếu của chú mua gì thua đó, thì ra là hiệu ứng đinh giải đó. Hiệu ứng đinh giải là gì vậy ông chú? Có nghĩa là đem con cua bỏ vô lò vi sóng hầm nóng lại đó. Con nghe lời ông chú của con thật hả? Hiệu ứng đó mà con cũng không biết. Có phải con là người Hồng Kông không vậy? Xin lỗi nha, con lên mạng tìm vậy. Kim Thanh An không biết thì cũng là chuyện bình thường mà. Học sinh của em đang dạy bây giờ, ngay cả Tứ Đại Thiên Vương lại cũng không biết nữa. Tìm thấy chưa? Hiệu ứng đinh giải là cái gì? Con tìm được rồi. Thì ra nói kênh truyền hình vào năm 92 phát sóng đại thời đại, Trịnh Thiếu Thu đóng vai đinh giải, thường là lúc thị trường đang lên bán chỉ số Hang Seng để có được lợi nhuận khổng lồ. Đúng lúc thị trường chứng khoán Hồng Kông đang giảm, chỉ số Hang Seng trong vòng một tháng giảm xuống 20%. Nói xong chưa? Nói xong rồi. Trọng tâm là trong vòng 20 năm đó, hễ cho ra phim của Trịnh Thiếu Thu, thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh, vậy mới gọi là hiệu ứng đinh giải đó, hiểu chưa? Cũng may là em không có nghe lời Peter đầu tư mạnh, nếu không thì chắc lỗ hết vốn bán luôn cái máy ảnh này rồi đó. Cái này thực chất cũng chỉ là truyền thuyết của đô thị thôi, không có căn cứ khoa học gì hết. Thân là một sinh viên có tư duy độc lập, con không dễ dàng tin như vậy đâu. Nếu như khoa học hiện đại không thể giải thích thì bài trừ hết tất cả khả năng. Suy nghĩ này thật sự không hề khoa học chút nào. Nè, ngoài trừ hiệu ứng đinh giải còn có cái gọi là tóm lại cho ra mắt phim nào trong khoảng thời gian đó thì nhất định không có kết quả nào tốt cả. Còn nữa, hiệu ứng của Lưu Đan nữa, phim nào mà mấy đống đều vượt hơn 1.000 tập lận đó. Thần kỳ tới vậy sao? Đúng vậy, nhiều khi không tin cũng không được đó ba. Trên đời này có nguồn sức mạnh thần kỳ không thể giải thích được, mà thật sự là có tồn tại đó nghe. Không lẽ đúng y như đại lực tiểu lực đã nói sao? Là có một nguồn sức mạnh liên kết cơ thể của mình với số phận của tóc hùng sao? Chuyện gì vậy anh hai? Thôi chảy máu rồi kìa. Ở đâu ra hai cái đơn này vậy? Bánh bao súp quần cước tử, cái gì vậy? Đâu được hả? Đưa đây bà coi. Bà cứ tưởng đơn này mất rồi đó. Chị Quân nói không có đơn hàng này thì không thanh toán tiền, cũng không ngờ bây giờ lại tìm được rồi. Ông ngoại à, ông chảy một chút máu để tìm thấy tờ đơn, tính ra cũng đáng mà ha. Không lẽ mình bị thương càng nghiêm trọng thì doanh thu của tốt hùng càng tốt sao? Trời, được rồi. Chú Căn à, bình hoa của ông Cầu đã lấy rồi nè. Đi nhanh lên đi. Cẩn thận. Có chuyện gì vậy? Tôi đau bụng quá. Đồ hộp chú đang cần chính là đồ hộp tôi mua mà quên ăn, bây giờ đã hết hạn.
Tôi biết rồi, chú vì muốn nhận được mối làm ăn nên cố tình làm cho mình bị tiêu chảy. Tốt quá rồi, cuối cùng chú đã tin lời nói của chúng tôi, biết là dùng nguồn sức mạnh đó của mình rồi. Trời ơi, nếu thật sự có hiệu quả thì có làm sao, nhưng mà lúc nào cũng tự hủy hoại thân thể thì cũng đau thiệt đó. Chú yên tâm, tôi mới nghĩ ra một cách mới. Trong cái đau có một chút cảm giác sảng khoái, có thể giới thiệu với chú. Là cách gì vậy? Nặng mụn đó. Trời ơi, thanh xuân của tôi cũng qua hết mấy chục năm rồi, tìm đâu ra hột mụn nào được chứ. Đau thiệt. Theo ý của tôi thì là nhổ dầm. Cái này được đó. Đúng vậy đó chú Căng, chú cứ tiếp tục làm vậy, cuối năm chúng ta nhất định giàu to rồi, nói không chừng lúc đó còn được chia tiền hoa hồng nữa đó. Hai thằng quỷ sứ này lấy tiền hoa hồng cho nỗi đau thân xác của tôi, cậu thật là vậy mà cũng dám nói ra cửa miệng nữa. Vất vả cho chú rồi. Chuyện gì vậy? Tôi nhớ cậu từng nói, nếu như sức khỏe của tôi không tốt thì tóc hùng nó sẽ tốt, vậy nếu ngược lại thì sao? Theo tôi đoán thì tóc hùng sẽ không tốt. Tại sao chú hỏi vậy vậy? Trước đó tôi có đi làm kiểm tra sức khỏe, bây giờ kết quả có rồi đây nè. Kết quả nói sức khỏe của chú rất tốt hả? Đúng rồi, đáng lý tôi phải vui mừng mới đúng đó, nhưng mà không hiểu sao cười không nổi à, thiệt tình. Chắc là không có sao đâu. Đúng vậy, cũng có người nói mấy hôm nay cho ra phim của Trịnh Thiếu Thu, cổ phiếu sẽ rớt giá, nhưng mà phim của Trịnh Thiếu Thu không ra thì cổ phiếu cũng chưa chắc sẽ tăng. Đúng vậy. Cũng mong là vậy thôi. Thôi đi, lão Diêu nói hôm nay không có thời gian bàn chuyện làm ăn. Không ngờ nguồn sức mạnh của chú Căng còn lợi hại hơn Trịnh Thiếu Thu nữa. Biết sớm thì không đi kiểm tra sức khỏe rồi. Vậy chúng tôi có phải về tóc hùng trước không? Dù gì cũng ra đây rồi, giao luôn cái bình hoa này trước đi cái đã ha. Phải đó. Nhưng mà ông cậu nói ngày mai mới giao đến phim trường mà. Giao sớm người ta nhận được sớm thì càng vui hơn, đúng không? Đúng vậy đó anh hai, mau mau qua đây phụ ông ta đi. Nặng quá. Căng, tông kiếm đồ thì không biết trong kho lại có nhiều báu vật như vậy đó. Những thứ ở đây là do nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc không thể giao thành công. Hợp đồng đã ghi rõ, trải qua một thời gian thì tất cả hàng hóa đó sẽ thuộc về tôi. Tại tôi không có thời gian sắp xếp lại thôi à. Chà, cái điện thoại di động này của 30 mấy năm trước mà, chắc là có giá lắm hơn. Có giá cái gì chứ, cậu đến mấy tiệm tạp hóa ở Thâm Thủy Bộ, chỗ nào cũng có bán hết đó. Tóm lại thì cái đống này cộng lại hết, tôi nghĩ cùng lắm được khoảng 10.000 đô thôi. Ít vậy sao? Chúng ta còn phải đền lại số tiền gấp 10 lần giá trị món hàng đó cho ông cậu đó. Cậu nói lần này chết chưa, số tiền lớn như vậy, xem ra tóc hùng không tuyên bố phá sản là không được. Xem ra ông trời không muốn chú vừa có tiền mà vừa có sức khỏe nữa, cứ bắt chú phải mất đi một thứ. Trả giá quá đắt cho cái kết quả khám sức khỏe đó. Trải qua bao nhiêu khó khăn, không ngờ cuối cùng tóc hùng cũng không có trụ được chứ. Chú Căng à, lần trước chú bàn chuyện làm ăn với lão Chiêu, chẳng phải chú tự làm cho mình bị tiêu chảy hay sao? Tại sao lần này không làm ý như vậy? Ý của cậu là chỉ cần tôi tự hại bản thân của mình, nó không chừng sẽ có chuyển biến tốt. Nhưng mà lần này liên quan tới sống chết của Tốc Hùng, tôi nhất định phải suy nghĩ ra cách chu toàn làm sao cứu vãn nó. Lần này nhất định phải làm cho tới cùng luôn mới có thể cứu vãn Tốc Hùng. Lẽ nào mình thật sự phải làm đến mức độ này mới có thể cứu được Tốc Hùng sao? Cái vết chai này theo mình suốt mấy chục năm, lần này mình xem như là đi đến cùng rồi đó. Alo Tiểu Lực, sao rồi, có tin tốt gì vậy hả? Chúng ta nhận được một đơn hàng của khách lớn hả? Đó là đơn hàng của ông Đới đó hả? Tôi cũng được vậy đi, bye. Mình làm tới mức độ này rồi mà chỉ nhận được đơn hàng 1.000 mấy của ông Đới thôi à? Tôi vô đi. Anh hai. Em. Lúc nãy mượn xe chở hàng của anh, trả lại chìa khóa cho anh nè. Ok. Phải rồi, lúc nãy em chạy á, em cảm thấy cái phanh xe có vấn đề đó. Anh mau đem xe đi sửa đi, nếu không á, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó. Được rồi. Có vấn đề hả? Ông ngoại,
Ông ngoại. Anh hai. Anh hai à. Anh hai. Đi đâu ngoại. Rồi? Anh hai. Chú Căng ra ngoài rồi. Ba tôi đâu rồi hả? Chú ấy không có nói. Vậy thì nguy rồi. Chúng tôi đã tìm hết những nơi bình thường ông ngoại đi đến mà vẫn không thấy. Mà đây cũng không có. Hả? Sao mọi người lại căng thẳng như vậy chứ? Ba có để lại một lá thư nói là tình nguyện vì Tóc Hùng mạo hiểm. Chúng tôi sợ ba làm chuyện dại dột. Không lẽ chú Căng muốn lấy mạng mình ra cứu vãn Tóc Hùng? Thật sự đã xảy ra chuyện gì nói mau. Nói đi. Chuyện là gì? Chú Căng nghe lời của chúng tôi là... Câu chuyện chính là như vậy đó. Mấy người làm rồi. Doanh thu của Tóc Hồn trở nên tốt không liên quan tới ba. Nếu không liên quan tới chú Căng vậy thì liên quan tới ai? Là chúng tôi biết anh ấy đang bị thương cho nên chúng tôi âm thầm giúp đỡ thôi. Là mọi người... Trời ơi, cái lần hai anh bị người ta cán qua ngón chân á. Vì đúng lúc tôi có người khách muốn tìm người hợp tuổi với mình, giao món hàng tới thần dân điên đảo nên tôi mới giới thiệu tới Tóc Hồn đó. Sau đó cảm thấy rất ăn ý với anh hai cho nên mới ký hợp đồng dài hạn luôn. Cái lần mà ba bị đứt tay là chúng tôi muốn làm ba vui. Đúng lúc đó tôi quen biết chị họ của Trì Phú. Suy đi nghĩ lại, có chuyện gì vui hơn chuyện người nhà của Trì Phú binh vực người ngoài chứ. Sau đó chị hai đem tặng cái túi sách Channel phiên bản đặc biệt của mình để lấy lòng chị họ của Trì Phú. Không ngờ cô ấy lại nói gia đình phản đối chuyện này. Kết quả là tôi nhận dạy kèm miễn phí cho con gái quấy suốt một năm. Còn phần của An, tôi nè, tặng cho con trai của cô ấy một đôi giày thể thao hoàn toàn mới là phiên bản giới hạn. Con trai của cô ấy có nghĩa là có sự giúp đỡ của cả nhà nên Tóc Hùng mới có cơ hội như vậy, chứ không liên quan gì tới nguồn sức mạnh thần kỳ của chú Căng. Cái nợ xấu của 10 năm trước đâu có liên quan tới mọi người. Còn hỏi nữa hả? Không lẽ ba thực sự có sức mạnh thần kỳ gì hả? Đơn hàng giao đồ cổ của ông chủ cầu cũng là tôi đây, là tôi kiếm đó. Sức mạnh thần kỳ gì đó cũng chỉ là suy nghĩ của mấy người thôi. Tình trạng sức khỏe của ba có tốt hay không và doanh thu của Tóc Hùng không hề có liên quan gì. Vậy thì chết rồi. Chú Căng tin vào chuyện này 100%. Có thể chú ấy sẽ hy sinh bản thân để mà cứu lấy Tóc Hùng đó. Trời đất ơi, hai người ăn nói bậy bạ. Nếu nhà này xảy ra chuyện thì tôi nhất định sẽ... Bây giờ không phải lúc chuyện của trách nhiệm. Rốt cuộc ba tôi đang ở đâu? Ba đang ở đâu? Báo đỏ gọi điện cho ba đi. Không có. Nhưng mà lúc tôi về đây thì thấy chú Căng lái xe đi ra ngoài rồi. Anh ấy lái chiếc xe nào vậy? Thì chiếc xe bình thường chú Căng hay lái. Chuyện gì vậy? Cái xe đó cái phần có vấn đề đó. Chú có kêu ba cô đừng có lái cái xe đó. Tôi chết rồi. Tôi còn kêu chú ấy cứ làm nghiêm trọng nhất có thể. Có lẽ chú Căng đã... Nguy rồi. Ba vẫn chưa bắt máy. Khoan đã. Tôi nhớ trên xe có một điện thoại hậu bị. Chúng ta thử dùng GPS để tìm tung tích của chú Căng ở đâu coi. Nhanh lên đi. Chiếc xe đó hình như là của anh hai đó. Dừng lại. Ba ơi. Ông ngoại. Anh hai à. Sao lại khờ như vậy chứ? Chúng ta là một gia đình mà. Sao có chuyện ba lại không nói với tụi con? Sao ba lại tự mình ôm hết như vậy chứ? Con thật sự rất hối hận vì đã gạt ba. Nếu ba biết được tụi con âm thầm giúp đỡ thì ba đã không phải chết rồi. Ông ngoại, ông không thể bỏ đi như vậy được. Ông từng nói sẽ đợi con tốt nghiệp còn phải uống ly trà của cháu dâu nữa mà. Xin lỗi chú Căng, nếu không phải chúng tôi nói chú có sức mạnh thần kỳ, chú đã không ra nông nổi này. Trời ơi. Ba, con thở đó, ba vẫn chưa chết, con không mau đến giúp đi. Ông ngoại. Anh hai. Ba có sao không? Mọi người còn lo sợ là anh có chuyện đó. Em nói cái gì vậy? Sao mọi người lại ở đây vậy? Câu này tụi con hỏi ba mới đúng chứ. Sau khi xảy ra tai nạn, sao ba lại có thể ngủ quên được? Đúng vậy, ba đụng tới nguyên cái đầu đều là máu. Ba có bị chấn thương não bộ không vậy? Gọi cho xin cấp cứu đi. Không cần, ba không có sao hết đó. Cái này hả? Cái này là đạo cụ máu giả. Máu giả vậy thôi à. Đạo cụ? Hả? Ba ơi, ba không phải tự sát để cứu Tóc Hùng sao? Mọi người cũng tin vậy đó hả? Vậy chứng tỏ diễn xuất của ba rất tốt rồi. Ông ngoại ông diễn kịch thôi hả? Đúng rồi đó. Anh không phải tin mình có sức mạnh thần kỳ mới tìm tới cái chết sao? Thì anh tin đó nên mới bày ra cái trò này. Giả bộ đụng xe, anh định gạt ông trời thôi. Không ngờ mọi người đều tin. Vậy có nghĩa là ông trời cũng sẽ tin. Vậy Tóc Hùng không có chuyện nữa rồi. Sức mạnh thần kỳ của ba không phải dựa vào việc ba tự hủy hoại thân thể, mà là nhờ tuổi con đó. Thì ra mấy năm nay đều là các con đã giúp cho ba. Vậy mà đại lực tiểu lực còn nói hiệu ứng thụ căn cái gì đó, nghe y như là thật luôn. Thì tụi con cũng đâu có nghĩ hai người này có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Nhưng tại sao mọi người lén lút giúp cho ba rồi không có nói cho ba biết vậy? Thì tụi con sợ ba ngại phiền tới tụi con. Trời ơi, nguy rồi. Sao ba? Ba không có sức mạnh thần kỳ
vậy ba phải đền tiền cho ông cậu rồi đó. Vậy số tiền đó phải làm sao? À, ba ơi, ba bình tĩnh đi. Thật ra cái bình hoa cổ đó là đạo cụ thôi. À, ông cậu á là ông chủ công ty đạo cụ, là con kêu Triều Dĩ giới thiệu đến Tốc Hùng. Ba yên tâm đi, tất cả đạo cụ ông ấy đều nói đó là thật. Dù có đền số tiền gấp 10 lần thì cũng không ăn. Vậy thì tốt rồi, yên tâm rồi. Đại lực tiểu lực này thường ngày làm cái gì vậy chứ? Chưa bao giờ nhập đơn hàng, bây giờ con chỉ có việc nhập đơn hàng thôi mà tay cũng sắp bị chuột rút. Hay là vậy đi, con về gì quán đổi. Con làm giúp gì bản báo cáo tài chính, hoặc là con giúp gì gọi điện quảng cáo đến khách hàng. Hay là con gia nhập hội đòi nợ của ông và má con đi, đòi lại số tiền nợ lâu năm đó. Đơn hàng này chú đợi đi. Cảm ơn lòng tốt của mọi người. Mấy cái đó cần dùng tới não. Con thấy con nên làm những công việc đơn giản vậy sẽ tốt. Con biết mình ngu dốt là tốt rồi. Việc của con đã là đơn giản nhất, còn nói này nói nọ nữa chứ. Xin lỗi mami. Nhưng mà nói chứ, mọi người có cảm thấy kỳ lạ hay không? Có gì kỳ lạ chứ? Lần này ông ngoại có vẻ như là đã bệnh rất lâu rồi đó. Thì người lớn tuổi sức đề kháng yếu, thời gian phục hồi chậm thì cũng bình thường thì thôi đó. Nhưng mà theo con quan sát ông ngoại thì thông thường cảm nhẹ không quá 3 ngày là ông ngoại đã khỏe hẳn rồi. Lần này ông ngoại đã bệnh rất lâu rồi. Ý của con là ông ngoại của con có thể đã khỏe lại rồi. Yeah. Có người gánh hết các việc khó giúp cho mình, không cần phải làm gì xuống thiệt đó. Thật ra mình đâu cần phải gạt ông trời, chỉ cần gạt được người nhà của mình vậy là được rồi. Tại sao mọi người còn phí thời gian để mà nghiên cứu vậy? Rõ ràng ba đang đóng kịch thôi mà, tụi mình đang chịu trận rồi. Bởi vậy lúc trước giúp anh hai cũng phải lén lén lúc lúc, chỉ vì không muốn bị lợi dụng đó. Nhưng mà sự thật bây giờ ba cũng đã lớn tuổi rồi, có thể lần này ba bệnh thật đó. Với lại chúng ta cũng không có bằng chứng chứng tỏ ba đang nói dối. Thì bởi không chứng minh được cho nên mới cảm thấy tức nè. Nè, bà đói bụng rồi, đã có cơm chưa vậy?